biến vườn nhà thành nơi canh tác hơn 2.000 cây thuốc phiện. Ngày 5 tháng 2, Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang đang điều tra, làm rõ một người đàn ông ở xã Tuấn Đạo trồng hơn 2.000 cây thuốc phiện trong nhà. Trước đó, Công an huyện Sơn Động phối hợp với Công an xã Tuấn Đạo tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Ngô Quang Tăng, sinh năm 1962, trú tại thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại khu vực vườn nhà Ngô Quang Tăng có trồng 2.154 cây thuốc phiện, cây anh túc. Đối tượng khai trồng số cây trên từ khoảng tháng 11 năm 2022 để phục vụ nhu cầu cá nhân. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, lực lượng công an tiến hành nhổ, niêm phong, thu giữ toàn bộ số cây nêu trên và tạm giữ một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Ngô Quang Tăng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.